Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phóng sự chuyên đề do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Văn Bàn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác xóa đói giảm nghèo của huyện miền núi Văn Bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Rõ nét nhất là sự thay đổi của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc nâng cao ý thức tự lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình hôm nay sẽ phản ánh những nỗ lực của huyện trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Văn Bàn là huyện miền núi nằm ở phía nam của tỉnh Lào Cai, diện tích tự nhiên gần 142.000 km², có 21 xã và 1 thị trấn. Trong đó, 10 xã thuộc khu vực 3 với 80 trên 195 thôn tổ dân phố đặc biệt khó khăn. Dân số toàn huyện trên 95.000 người, dân tộc thiểu số chiếm gần 85%. Huyện Văn Bàn xác định các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo còn cao là do quy mô nhân khẩu trung bình của hộ nghèo, cận nghèo cao. Phần lớn lao động làm nông nghiệp nhưng lại thiếu đất, thiếu vốn, thiếu phương tiện, công cụ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong khi hộ nghèo, cận nghèo rất khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi từ nhà nước. Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo đã mở rộng thêm cho hộ cận nghèo nhưng còn hạn chế. Một số hộ còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Đối với người dân ở xã Nậm Tha thì mong muốn được sự tiếp cận đối với nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách để cái mức cao hơn. Ví dụ từ 50 triệu đến khoảng 100 triệu, đây là để phát triển về cái kinh tế, lập trang trại, gia trại. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, huyện Văn Bàn đã nghiêm túc triển khai, phổ biến đầy đủ kịp thời, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn. Giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến từng xã, thị trấn, phân công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ từng ban ngành, cơ quan đơn vị, cán bộ, hội viên đến tận thôn hộ gia đình để động viên, chia sẻ, giúp đỡ các hội viên, đoàn viên, nhân dân vươn lên thoát nghèo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người nghèo. Cùng với công tác tuyên truyền, huyện còn huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội kết hợp với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo có lao động phương tiện sản xuất và tay nghề tham gia vào các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh để nâng cao khả năng thoát nghèo. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo với những chính sách giảm nghèo đặc thù thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi và dân tộc thiểu số. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở các xã khó khăn, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kém hiệu quả. Tiếp tục chủ động tham mưu cho Ủy ban dân huyện triển khai các chương trình Mục tiêu Quốc gia như là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là quan tâm đến các cái chuỗi như là chuỗi măng, chuỗi lúa là cái đặc, tức là cái đặc sản của Văn Bàn, rồi quan tâm đến các dự án sinh kế, ví dụ như là dự án sinh phát triển kinh tế đồi rừng, trồng quế, trồng khoai sọ, trồng hương châu, trồng dược liệu, vân vân, gắn với việc xây dựng nhà máy địa phương để nhãn. Gắn với việc xây dựng nhà máy tại địa phương, từ đó thì hỗ trợ những cái thiếu hụt về y tế, về giáo dục, về việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Kết quả bước đầu về giảm nghèo tại xã Nậm Chày là một trong 10 xã nghèo nhất của tỉnh Lào Cai hiện nay, là minh chứng rõ nét của phương châm hộ nghèo tự lực vươn lên, cộng đồng giúp đỡ, nhà nước hỗ trợ khi tỉnh, huyện vào cuộc sát sao. Cách xa trung tâm huyện hơn 30 km, lại có địa hình đồi núi chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, nhiều thôn bản cách xa trung tâm xã. Nậm Chày có gần 70% số hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Thực hiện nghị quyết số 20 ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên, trong đó có xã Nậm Chày. Huyện Văn Bàn đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác đều đặn mỗi tháng 2 đến 3 lần có mặt tại thôn bản, được phân công giúp đỡ để nắm bắt tư tưởng, vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huy động các nguồn lực xã hội hóa để giúp đỡ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Hàng chục km đường giao thông và nhiều công trình dân sinh được khởi công xây dựng đã và đang tạo động lực mạnh mẽ cho Nậm Chày chuyển mình. Đối với Nậm Chày thì là một cái xã mà đặc biệt là khó khăn của tỉnh cũng như là của huyện. Thì hiện nay thì đang có tỷ lệ nghèo cũng khá là cao của
thực hiện cái công tác xóa đói giảm nghèo của xã ấy, thì cũng là một cái việc mà cấp ủy chính quyền cũng băn khoăn để làm thế nào đó để xóa được đói và giảm được nghèo trên địa bàn. Thì hiện nay được tỉnh và huyện cũng rất là quan tâm đến xã, thì cũng đã đầu tư một số các công trình. Thì hiện nay thì là cái hướng phát triển của xã ấy, thì đang tập trung chỉ đạo về tình về sản xuất, đặc biệt là về nông lâm nghiệp địa bàn. Thì hiện nay đang dân nhân dân thì đang tích cực trồng các cái loại cây như là trồng rừng sản xuất, như là rừng phòng hộ, rồi là một số cái cây thí điểm một số cái loại cây như là cây lưng quy. Ngoài những cái các cái lâm nghiệp ra thì cũng chỉ đạo nhân dân là thực hiện các cái mô hình như là đại gia súc ở trên địa bàn xã, và cũng muốn là nhân rộng ra cái mô hình trâu nuôi trâu nhốt. Hết năm 2022, xã Nậm Chày giảm được 28 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn lại chiếm 48,5%, cận nghèo 15%, không còn là xã nghèo nhất trong các xã nghèo của tỉnh. Tại địa phương cũng đã hình thành một số mô hình chăn nuôi gia súc lớn, trồng gừng thương phẩm, cây dược liệu. Nhiều nhà ở được xây mới, khang trang, cho thấy mức sống của các hộ dân đã dần được nâng lên. Trước thì cũng nghèo, bố mẹ thì cũng nghèo. Thì em cũng từ chạy qua với cái mức độ cái nghèo, xong là em mới lớn lên xong em lại nghèo qua, thì em lại chạy qua cái nghèo, xong là em bây giờ em biết là như này phải làm thế nào để thoát nghèo, rồi phải làm thế nào để sau này để mình đã nghèo rồi thì mình đừng để con cái vợ con mình nghèo. Em với vay vốn xong là bây giờ là em cũng phấn đấu để bây giờ đến tạm tạm em cũng thoát nghèo, em cũng là bình thường nhưng thoát nghèo. Trong thời gian tới thì nhân dân chúng tôi là cần nhà nước đầu tư một số cây con giống, hoặc là như con giống vật nuôi, hoặc là cây con để có cái phát triển cho bà con, và nó có cái giá trị kinh tế cao và thu nhập cao cho bà con, để nó có một cái sự thu nhập cho bà con để làm ăn phát triển cho hộ gia đình. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Người dân được hưởng lợi từ các chương trình đề án và nguồn vốn tín dụng, chủ động vươn lên thoát nghèo. Qua rà soát đánh giá, huyện Văn Bàn hiện còn 3.154 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15%, cận nghèo 2.595 hộ, tương đương 12,6%. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm giảm bình quân từ 4-5% hộ nghèo, theo tiêu chí mới. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,4% trên năm trở lên. Tiếp tục phấn đấu, 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành tiêu chí số 11 về hộ nghèo, duy trì tỷ lệ dưới 12%. Phấn đấu thêm khoảng 9 xã, nâng tổng số xã tỷ lệ hộ nghèo còn lại dưới 12% tại huyện Văn Bàn là 20/22 xã thị trấn. Trong cái thời gian tới thì để triển khai thực hiện có hiệu quả cái chương trình giảm nghèo bền vững, thì huyện cũng đã xác định là bình quân mỗi một năm ấy là cái tỷ lệ giảm nghèo phải đạt ít nhất là 4%. Đấy, thì để hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra ấy, thì trong thời gian tới thì huyện xác định là sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các cái chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của huyện, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt 3 cái chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có cái chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đấy, thế rồi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về cái mục tiêu, cái mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo bền vững, nhất là nâng cao cái nhận thức cho người dân để người dân có cái khát vọng vươn lên để giảm nghèo một cách bền vững. Cái thứ hai là sẽ huy động có hiệu quả các cái nguồn lực, đặc biệt là từ sự hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, rồi là huy động xã hội hóa, rồi là huy động trong người dân để làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, tăng cường cái việc tạo điều kiện cho người dân để tiếp cận các cái nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, rồi là phát huy hiệu quả các cái mô hình kinh tế có hiệu quả, đẩy mạnh cái xây dựng và hoàn thiện các cái kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại cũng như là giao thương hàng hóa. Để giảm nghèo bền vững một cách hiệu quả, không thể một sớm một chiều,
mà đòi hỏi sự đồng thuận, sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Văn Bàn trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai vào năm 2025. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phóng sự chuyên đề do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Văn Bàn thực hiện hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.